học về phần chức năng của các cái cấu trúc của hệ thần kinh thì để cho dễ dùng cái em cũng chia ra thành hai nhóm chức năng, nhóm chức năng phản xạ và chức năng nhận truyền. Ví dụ như từ sống em bé có chức năng phản xạ, chức năng nhận truyền, các cái cấu trúc khác thì có thể là nó sẽ có chức năng phản xạ, chức năng nhận truyền thôi. Thì mình cứ dùng tên cái dạng như thế. Có chức năng phản xạ hay không? Chức năng nhận truyền, nó sẽ hoàn toàn khác với lại
đơn cái triệu chứng nó khó sạc cho mặt mình. Đây là cái thanh sạc bảo vệ trước mắt, cái nước mắt non thôi đều có cái gì dùng chi phối mà. Ra nó còn cái thanh sạc điều hòa cái lượng cơ. Thì trong cái thanh sạc điều hòa lượng cơ thì có cái gì các em cái gì sự cứ mất não mà hay là do đun đen. Thì đây là cái sản phẩm của một cái dụ cứ mất não và dụ cứ mất cỏ. Thì đây các em sẽ thấy phía trên phần B là của bệnh nhân bị cứng mất não, phần C là bệnh nhân bị cứng mất cỏ. Thì các em quan sát cái gì khác nhau giữa hai cái trường hợp này các bạn? Cái cánh tay nè, cái tay bệnh nhân chân thì lúc nào cũng chủ đó, nhưng mà tay trong trường hợp mất não thì tay là trong trạng thái là đuổi, còn trong trường hợp mất cỏ thì cái cánh tay của mình sẽ co lại. Thì người ta giải thích như thế nào? Bình thường sẽ có hai cái nhóm nhân, cái nhóm nhân tiền đình ở thành não nó sẽ làm tăng cái chu lực cơ. Bây giờ nó tăng chu lực cơ thì sẽ thấy xu hướng là cơ mình sẽ co cứng lại rất là nhiều. Các bạn học viên co cơ, nhưng đồng thời nó cũng không biết nhóm nhân là một cái cao hơn nhóm nhân tiền đình ở thành não được nhân đỏ. Vai trò của nó là chế các cái mạng động thì luôn luôn cơ thể mình sẽ có nhóm tế bào chế thì động tế bào sẽ hoạt động của nó duy trì lại. Thì nhờ cái nhân đỏ này nó sẽ giúp giãn cơ, tạo cho cái khu lực cơ của mình hiện tại như mình là giờ là người không tăng không giảm gì cả. Thì khi mà trong những trường hợp mà bị chấn thương thì có mất não như là gì, người ta bị cắt đứt của do nó bị chấn thương hay người ta bị cắt đứt cái kết nối giữa đường não dựa ở phía trên với lại cái phần hoàn não ở phía dưới, lúc này như là mất cái đường liên lạc đó, mình sẽ mất cái đường ức chế từ nhân đỏ xuống, chỉ còn cái phần mất của cái phần nhân tiền đình hoàn não thôi. Mà do cái nhân tiền đình hoàn não nó chi phối cho các cái cơ duỗi nên bởi vậy các em sẽ thấy là mình sẽ có trạng thái là cơ ở trạng thái co cứng, các cơ duỗi nên tay và chân đều có trạng thái duỗi hết. Còn ở trong trường hợp mà duỗi mất vỏ các em lại thấy là tay cái này cái nó sẽ dừa cái nhóm cơ duỗi ở tay ra, nó không có bị ảnh hưởng. Đó là về phần hoàn não thì mình nhớ nó có hai nhóm chức năng phản xạ, chức năng nhận truyền. Sang tới não giữa thì não giữa nó chủ yếu là có cái chức năng nhận truyền và cái cấu trúc đặc biệt. Mà chủ yếu cái chức năng nhận truyền thì nó là sự kết nối của các cái sợi cảm giác ha, có sợi cảm giác cái sâu là cái này cái này sau mình sẽ học kỹ hơn. Thì các cái sợi cảm giác này não giữa ra nó không có chức năng gì đặc biệt ở đây, nó chỉ là kết nối của cái bó sợi những điều bên nó đang tiếp tục đi từ ở ngoài ngoài biên nó lên tới một quả não nhé, nó liên quan cái đường của não giữa thôi, còn không thì nó đâu có cách nào đi được, không thể một đường cánh tay đi lên ha, đó là sự kết nối đi lên như vậy. Và nó cũng có các cái đường bộ phận đi xuống, đường bộ phận đi xuống là nó tiếp tục các cái đường bộ khác hay các cái đường bộ khác nó đi ngang qua đây. Thì ở đây thì nó sẽ có thêm cái có bỏ cầu não. Bây giờ nó sẽ đi từ cỏ não và đi ngược cái cầu não ha. Chi phối chủ động cơ mặt miệng hay là có cỏ tiểu não kết nối với cỏ não và tiểu não. Còn cái nhóm chức năng gọi là chức năng phản xạ thì ra đây nó không rõ ràng là cái chức năng phản xạ như phản xạ tuổi hay là cái khu vực phản xạ như ở khu vực hoàn não đâu. Người ta sẽ gọi nó thì khu vực nhân đỏ nó biết gọi là tư thế, điều chỉnh cái tư thế chuyển thế. Ví dụ giờ khi mình đang đi mình đang chạy một nhóm, mấy em thấy có ai gọi tên mình cái mình dừng lại. Nếu như mà cái hành động tư thế hay sự chuyển biến của mình hoạt động không tốt thì sao các bạn? Mình sẽ lúc mà mình thắng xe gấp quá thì người xe mình sẽ sao các bạn? Nó theo quán tính thì nó còn sẽ tiếp tục ra bánh trước, không sẽ bị bánh trước thì đã dừng rồi, nhưng mà bánh sau thì mình tiếp tục chạy thì mình sẽ bị té xe, nhưng mà ở người cũng vậy thôi. Thì nhờ các cái cấu trúc, cái nhân tạo cái tiền không có điều là sẽ thấy cái mình duy trì tư thế. Ai khi mà tập ở cái là mình sẽ dừng lại được. Chứ mình sẽ thắng tại vì tốt nhưng mà bị té không? Các cái củ não sinh tư thì nó sẽ là cái phần thân thể giác thì các em xem thêm ha. Thì cái vai trò của cái củ não sinh tư này nó sẽ giúp cho mình tiếp nhận các cái phần thân thể giác nhưng mà nó còn có năng lực bảo vệ. Ví dụ như mình nghe thấy một cái âm thanh to quá thì mấy bạn thấy từ mình sinh tư sao sẽ quay đầu đi chỗ khác, mình sẽ chạy ra khỏi cái nơi mấy bạn âm quá to sẽ nhắm sáng nó chói quá, mình sẽ nhắm mắt hay là mình sẽ nhìn sang một cái chỗ khác nó dễ chịu hơn, nên nó sẽ giúp cho mình nhờ đó cái cơ quan
cảm giác của mình nó sẽ không bị nguy hại bởi cái tác nhân kích thích quá cường độ quá mạnh. Rồi về cái chức năng kiểm soát của nhóm thực phẩm thì có cái nhóm thiên lưới và nhóm thiên điền bình thì phải bạn của mình đã có biết điều thì chị có yêu cầu các bạn học một cái này. Tại vì thực ra bây giờ các em học xong rồi cũng không nhớ cái thứ hai là học xong không biết để làm cái gì thì thôi giờ để dành tới lúc cái nhà cầm thì mình sẽ biết là à cái nhóm thiên lưới như thì từ biết mà sắp xử lý ra chỗ nào để mà đọc và bây giờ thì mà mình chưa được sử dụng cái kiến thức này thì mình chỉ đọc qua để biết thôi ha. Thì cái nhóm thiên lưới nhóm thiên thì từ mình sẽ biết đối với mình cái điều gì sắp xuất ra đầu nó sẽ được nó là cái nhóm chủ nhóm thiên lưới thì nó sẽ là hệ thống lưới và cái cầu não coi là nhóm lưới về mặt não thì thực tế ra này nó chỉ là cái sợi cục thần kinh thôi, nó sẽ ức chế hoặc là hoạt hóa các cái hoạt động nhóm nhân tiền đình thì nó sẽ nhận các cái đường xung động thần kinh từ các cái cấu trúc bóng bán phi xoay này cầu vàng khác nhau giúp cho mình kiểm soát cái tự động mắt cổ đầu hoặc là cái này em có phải lên còn tôi quay tiền đình thế này chắc là em đã được học trong phần cũng có nghe là tôi muốn nhận nghe rồi đúng không thì mình nhắc lại đây là gì ha. Bây giờ mình sẽ nói một chút về cái phản xạ cung giật nhãn cầu. Thực ra cái phản xạ cung giật nhãn cầu này nó thì gọi là một cái đặc trưng của tiền đình khi mà cơ thể mình xoay vòng hay là đơn giản hơn và các em bữa nào mình đi chơi mình ngồi trên xe hơi chẳng hạn em sẽ để ý một bạn nhìn ra ngoài nhìn xe nước chạy ngang xe của mình đang chạy nha bạn của mình nhìn ra ngoài đường nhìn cái chiều của xe chuyển động thì lúc đó mình thử quan sát cái nhãn cầu của bạn mình như thế nào thì các em sẽ thấy là nhiều xe hướng lên phía trước liên tiếp vào phía trước nhưng mà mắt của bạn mình đó cái nhãn cầu nó sẽ có hai cái chiều chọc chiều là nó sẽ ngược với lại cái chiều của xe đang chuyển xong sau đó nó mới xoay theo cái chiều và chiều của đi xe thì các em thử về bữa nào đi xe thôi á mình sẽ quan sát cái tiền đình đó. Cái cách thứ hai các em có thể làm cái câu là gì có hai bạn ngồi đối diện nhau các em cầm cái cây bút giờ các em kêu bạn của mình nhờ mình tập trung cái cây bút của mình mình di chuyển cái cây bút các em sẽ thấy khi mà em di chuyển từ từ cây bút của mình đang đi quay lại thì cái cử động của nhãn cầu nó sẽ đi theo hai hướng nó có một cái chiều là chiều của nhãn chặt nó sẽ là ngược với lại cái chiều cử động xoay đúng không và cái chiều của nhãn nhăn thì nó sẽ là ngược với chiều xoay đúng không thì cái ý nghĩa cái vai trò của cái phản xạ của dựng nhãn cầu cái hiện tượng này của dựng nhãn cầu để làm cái gì là lúc nào cũng điều tiết giúp cho cơ thể mình điều thăng bằng tại vì các em thấy rõ ràng khi mình đi thì khi vòng nó cứ chuyển động liên tục luôn mà nếu như mà mắt của mình nó cứ di động ngay cả như khi mà giờ chỉ có chỉ bắt slide liên tục đi thì rõ ràng mắt của các bạn cũng phải điều tiết theo cái hình cái vị trí cái slide đó ví dụ như nhiều bạn sử dụng các cái hiệu ứng là slide từ trên xuống hay từ dưới lên từ trái qua phải thì rõ ràng cái nhãn cầu của mình nó phải tập trung vào cái lúc mà chuyển slide đó nhưng sau khi chuyển slide rồi nếu như mà không có hiện tượng của việc nhãn cầu không có những cái phản xạ này thì mắt mình không thể nào đứng yên một chỗ được, không thể nào mà đứng yên mặt chung vô nhìn được cái chữ trên đây lúc đó nó sẽ có xây lắc đây cái cầu mắt và thường mẹ để ý là những cái bạn mà hiện nay bị xây màu xe lúc mà đi xe cái hiện tượng của dùng nhãn cầu này nó sẽ nổi trội lên rất là rõ và lúc đó nó sẽ sao cho cái chiều động của xe thì nếu như cái thép này họ được của dùng nhãn cầu này nó điều tiết được thì giúp cho nhãn cầu của họ nó sẽ ổn định xe ổn định còn không thì lúc nào cái nhãn cầu mà nó cứ rung lắc liên tục xoay liên tục thì tạo nên cái xung động thần kinh rồi bỏ nào cũng mình làm cho hoặc là dù bỏ nào cũng mình nó cũng sẽ xoay vòng vòng theo nó luôn nhưng mà cái hiện tượng của dừng nhãn cầu hay cái phản xạ thì đợt này mình có thể tập luyện được và mấy bạn thấy là mấy bạn nó hồi xưa là bị xây xe đó cứ lên xe cái là ta đi một hồi đầu tiên là còn vui vẻ lắm chị còn nhìn đường mà hồi cũng sao cứ nhìn cái xe nó chạy đi một hồi là thấy đường vô mắt khó quá vậy rồi anh thì ra có cái cách tập luyện mà người ta mà cứ mỗi ngày cứ đi chút đi mà hỏi mà biết quen thì cái lý do là quen không phải là có nhiều quá biết quen không có bị
xe nữa. Và đó là do cái hệ thống tiền đình của mình. Các cái cơ quan tiền đình, các cái hiện tượng xe chỉ không mắt nó sẽ dần dần thất nghi. Nó sẽ bị ức chế đi các hoạt động của các cái nhà hàng trên nhân dân đảng. Tại vì cái hiện tượng mình chống mặt mình buồn nôn, mắt khói, khó chịu khi nghe cái xe hơi. Máy bay nó là cho một phần nó thích thức thông qua cái hệ thống tiền đình của mình. Thì người ta mới nói là có cái hiện tượng thích nghi của tiền đình do lực trọng. Và khi là cứ gặp đi lực trọng rất nhiều lần, các cái phản xạ nó dần dần nó sẽ giảm đi. Các em thấy có những cái mà người ta cũng là tiếp viên hàng không, và dù rất thích là tiếp viên hàng không, nhưng mặc dù phải bay là người ta lúc người ta ngồi mình khách ngồi đi, nhưng mà khi họ bay xong ở lúc nào họ cũng phải vẫn cái di chuyển hết trơn đó. Có nhiều rất thích làm nhưng mà cũng được say cái bay rất nhiều. Người ta để đi khám bác sĩ sẽ giúp bằng cái nào sẽ bằng việc là và trong thang máy nè, có những trường hợp người say thang máy nè, các bạn thấy mình thang máy đi lên dừng lại rồi mình các bạn vẫn còn cảm giác là gì, mình đang tiếp tục đi lên một phút hồ xong mình phải phục lại, hay là tới lúc mà thang máy đi xuống tầng cuộc xuống đi, các bạn thấy thang máy dừng rồi còn mình vẫn còn cảm giác như mình còn đang đi xuống thang máy tầng nữa, đó là do cái gì được cái mà sản phẩm dừng cũng đầu này. Thì người ta sẽ tập là cứ mỗi ngày đi thang máy đâu được lần rồi đó, ngày ba lần thì dần dần cái cơ quan thì cũng sẽ thích nghi và nó sẽ có cái việc xây bằng xe cái đó. Rồi đó là về phần phân não. Thì phân não các bạn nhớ là cái cấu trúc thành não của mình là một số nhân theo dõi với các đèn của cái việc mình chịu phân não là đấy các bạn chú ý. Giờ sang về cái phần chủ não, thì cái phần chủ não này thì có bổ sung cho mình có ý cho các bạn. Hồi nãy mình nói từ sau của mình thì nó sẽ có cái phần chất sáng ở không chất sáng để mình tầm cái trái bên ngoài, nhưng mà tới cuộc chủ não thì nó sẽ được lại, nó sẽ có phần chất trắng ở bên trong và chất sáng ở một phía ngoài. Đây là của mình, thì cái phần chủ não của mình nó sẽ rút của nó sẽ gồm có ba lớp các bạn, ba loại lớp phân tử, lớp tế bào nguyên và lớp tế bào mạc, tức là dựa vào cái loại cái tế bào có thì người ta nhận được cái đặc tính của nó. Thì vai trò của cái lớp tế bào này là gì? Thứ nhất, nó sẽ có cái nhóm tế bào nó sẽ kết nối tủy mạc với khu vực vỏ mạc rồi xuống dưới tủy sống của mình. Cái thứ hai là nó sẽ có những cái tế bào kết nối giữa hai cái bán cầu tủy mạc hay các cái nhân ở trong tủy mạc, là ý nghĩa của các cái loại tế bào gây tổng thất tế và phân chia là có tế bào rỗ, tế bào quê, tế bào ung thư, tế bào mạc vân vân. Và mình chỉ biết các cái loại tế bào đó nó sẽ có những cái nhóm đó, ví dụ như tế bào mạc nó sẽ xuống là nó có trong một cái đường của não không, còn những cái nhóm tế bào như khác như tế bào rỗ hay các cái tế bào gì thì nó sẽ kết nối với lại chuyện nào của các não, ở ngoài não. Thì đây là một cái phần cho các em xem ha. Chúng ta thấy cái đặc điểm của từng cái loại tế bào này, nó sẽ có cái cấu trúc khác nhau và cái mức độ sử dụng của nó sẽ dài bao nhiêu. Đầu tiên là người ta nhiều bụng ha, người ta nhiều bụng, người ta xem những cái kiểm phim trên phần quan, các em sẽ thấy phân rõ ra các cái lớp phân tử nè, các tế bào của tim di, các bào mạc ha, nó sẽ phân chia là một cái lớp chất xám của mình là cái bên ngoài là do cái lớp tế bào mạc phân tử và cái lớp chất xám bên trong được biểu là phân của tế bào mạc. Thì về cái chức năng của tủy não thì nó sẽ chỉ có cái chức năng dẫn truyền thôi, nó sẽ tiếp nhận các cái đường đi vào như là các xung động cảm giác. Tại vì muốn nói chức năng của tủy não chủ yếu là nó phối hợp vận động thì nó phải tiếp nhận coi là biết là cái cơ đó hay cái khớp đó hay có biết cái nhạc nên nó sẽ bắt buộc có những cái đường xung động trên đúng âm ha. Thì từ bộ phận cảm của cơ thể qua cuộc sống thành não và não cũng sẽ đưa thông tin về tủy não. Các em sẽ thấy có một loại là các cái bó hiển vi của mình, người ta nó là tiếp nối từ những cái hệ thống ha, từ cơ này. Bữa sau mình học các bạn nhé, mình sẽ nhắc. Còn mấy cái đường từ tủy não đi ra, cái đường vận động thì nó đi từ cái nhóm từ nhân mái hoặc là nhân răng. Thì tóm lại tủy não nó có chức năng là phối hợp các
điều hòa cái quy luật cơ và hiểu cho cái quần thì nó sẽ tham gia vào kiểm soát và điều chỉnh nó hoạt động không thể lý như công ty đúng không? Cái quy luật cơ các em thì không thể nào điều chỉnh là cái cơ của mình nó mềm nhão hay là cơ của mình nó cứng chắc lên đó mình không có điều chỉnh được nên một quy luật cơ hay là phối hợp động tác khi duy trì tư thế khi hoạt động nhanh thì như là anh nói cái ví dụ là mình chạy cái mình dừng lại độ một năm thì anh thấy gì đây nếu mà mình dừng lại vào tên dừng lại thì chưa kịp bỏ nản chưa kịp nhận mất gì đó nên mình phải dừng lại được rồi và giữ năng bằng thì giữ năng bằng này rõ ràng như thế nên là rõ ràng như hiện giờ mình đi lại thoải mái có lên có thể mình phải giữ được năng bằng tốt rồi ngoài ra nó có xóa điều chỉnh cái vận động tùy ý chứ đừng mọc chi cũng đọc được các cái nhóm này gần nha để lập các cái kế hoạch cho các cái động tác như viết chạy nói thì các sẽ thấy rất nhiều về người tổn thương chủ não họ sẽ đặt vấn đề cho việc là lên kế hoạch cho các cái cử động và sai ra nhịp nhàng sai đúng chỉ đó lúc đó mà họ biết tư vọng là biết chữ thì biết chữ cũng sẽ bị rung hay là nói cái giọng nói của họ sẽ bị rung nó không rõ chữ hay chạy thì cái chuyện đó là chuyện không thể rồi. Thì ở đây sẽ có một cái hình ảnh cho mấy em xem là người ta sẽ có học hoặc trước khi xem các bạn đó thì coi những cái tổn thương do tủ não thì bị là gì nhất là giảm cái lượng cơ cử động sai lầm thì nãy bạn mình cũng có cái giải thích là cử động sai lầm như thế nào thì thường mình sẽ yêu cầu cho bạn làm gì là phát hôm nay giữ mũi giờ mấy bạn làm được hết rồi khi mình cho bạn tay thẳng ra cho mấy bạn làm để vô đúng cái góc của mình đầu tiên tập cho bệnh nhân một hai lần chỉ mình cầm tay họ xong chỉ vô cái đầu của họ xong sau đó mình kêu là tăng dần cái tốc độ thì như các bạn thấy sao giờ yêu cầu các bạn làm nhanh lên thì các bạn cũng chỉ được cúng vô cái góc mũi của mình và làm cái kiểu loạn xạ là thấy gì cũng nha ha chết rồi đó là về sai lầm thế nhưng mà lúc này chỉ dùng mũi mà giờ không có được cái mũi đó rồi cái mũi em say say không có được hướng được. Cái thứ hai là cử động sai hướng là từ dễ nhất hiện mình sẽ yêu cầu cho là các cái động tác như là cho tay là các cái quy án lúc mà yêu cầu cái quy án thì sẽ gặp những khó khăn hay là gì động tác quá nhanh hoặc quá chậm thì họ là mình thiếu ăn cơm từ như này tay họ sẽ bị run rất nhiều và cái thứ hai là hãy bạn mình có cái gì đó là sẽ yêu cầu cho là sẽ bỏ tay cách nào vậy các bạn sẽ yêu cầu họ là bỏ xoay tay vậy là thì các bạn sẽ thường thường sẽ đều làm rất là dễ nhưng mà thường như này thì khi họ tăng tốc lên thì họ sẽ bắt đầu là hay rồi không có làm được thì hoặc là tới bước thứ hai là người ta yêu cầu là dỗ lấy cổ tay nữa thì mà làm một tay để bỏ vô cái chân xong nó xoay xoay rồi mình dỗ xuống chân như thế nào hay lộn không cái chuyện này nó sẽ vai trò là giúp phối hợp các động tác thì nếu như mà gặp cái vấn đề về cửa nào thì sẽ không làm được cái chuyện này không cái rung này các em để dành cái rung này để sau rung trong trường hợp cửa não khác gì rung trong cái bệnh lý Parkinson mà hồi nãy bạn có đề cập trong cái phần mà cái tích đen không tại vì cái tích đen của phần não giữa nó sẽ còn liên quan tới một phần cái phần não phía sau thì mình để ý coi bây giờ cử động của con hai cái rung này có gì khác nhau hay là giờ khi mình đã tỏ tình với ai đó mình rung có giống như trong trường hợp cửa não hay không. Và cái thứ sáu là đây là động tác hay mất thăng bằng hay là giọng nói thì bây giờ các em tự xem cái hình ảnh của cái người tổn thương cửa não thì sẽ cái nhịp tim của họ như thế nào ha. Thì các em để ý cái dáng đi quân này sao cũng đặt hai chân phải phần ra ha dây ra không như bình thường mà trừ trường hợp trừ những hai hàng thôi chứ còn không bình thường thì tôi sẽ ép lại chút em thấy là lúc nào mình đi cũng ngang mặt cái vai của mình và thì cái bước nó sẽ là bước nó rất là nhỏ giúp xe rượu giúp xe rượu thì yêu cầu bệnh nhân là đi cho một đường thẳng nhưng em sẽ thấy được nó không thể nào đi đường thẳng đâu và kêu họ xoay xoay qua cái thì thường họ sẽ phải nhưng mà mình xoay còn cái là mình đã có thể đi tiếp tục rồi mà phải dừng lại một chút nên mình cũng thể đi được từ lúc sau thì nó sẽ bị lại cho em.
hình quý lộc. Giờ mình sẽ coi cái biện pháp có tay chỉ mũi như thế nào. Đây cũng là một cái trường hợp một nhân bị tổn thương phụ não. Thì phải để tay thẳng ra ha, sau giờ còn chỉ mũi. Thì lúc đầu thì yêu cầu là chậm, và sau sẽ yêu cầu tăng tốc nhanh lên dần. Giờ em chỉ tay bên trái của nhân, lúc bệnh nhân đưa lên thì sao đấy? Đúng luôn ha. Bây giờ làm cái biện pháp ngón tay chỉ mũi của tôi làm sao nha. Bạn để ý nè. Nếu như cái tay bên phải ổn này, dù có cái chậm một chút nhưng mà làm cũng ổn ha. Còn này thấy giúp để tay thẳng ra đã hiệu luôn rồi. Xong sau đó là làm cái ngón tay chỉ mũi thì phải mất thời gian. Có, mặc dù vẫn là muốn kiểu vào trong cái định hướng của mình nhưng mà các bạn thấy nó bị sai. Đây là nó bị sai tập, không có xác định vốn cái vị trí nó nằm ở đâu đó. Ở đây em thấy là khi mà cầu đưa gần cái vị trí là cầu đường đời đó thì sẽ hiểu rung nhiều hơn. Anh em thấy cái tay nó bị sai rất là nhẹ. Thì giờ sau khi xoay cái này xong thì giờ các bạn có thể giúp xác định được hôm nay bị tổn thương tiểu não bên nào các bạn? Tay trái lên phải. Phải hay trái? Hồi nãy mình học từ sau cái đường quá khác. Hay đấy, nhưng mà nó là cái đường có các quần và trường có nào mình học đi xuống lúc nào mình bắt kéo sang phía đối bên đúng không? Ừ. Nên nếu như vậy cái tổn thương mà má mình trên đường đi của cái bó khác của mình thì là mình sẽ bị yếu cái đường đối bên đúng không? Bây giờ đủ nặng nhé như vậy không? Vậy thì nếu bạn hôm nay lại tay phải thì làm cái động tác như bình thường tay trái em vấn đề thì cuối cùng sẽ bị tổn thương chỗ nào bên nào? Trái hay phải? Bị đau bên phải. Rồi, lớp mình là đồng ý nhất trí với nhau là bị đau bên phải hết không? Dạ. Ủa tại sao con gái? Tại sao lại cùng bên? Rồi, vậy cái câu này sẽ để dành cho buổi sau. Các bạn về sắp lại ha, và tìm cách giải thích. Tại làm sao là bên phải hay bên trái? Tại vì nhóm nào mà hôm nay lúc vừa cũng có gì lúc vừa lúc đó ghi lại coi là cái nhóm nào là quý tay phải, nhóm nào cơ hữu dụng nhóm phải, nhóm nào là quý lại cũng hữu dụng trái mình ghi lại để bữa sau cái nhóm nào mà bị thua sẽ lên cao cái nhóm nó thắng cuộc nhanh. Rồi, cảm ơn các bạn hôm nay rất phúc hơn mình.